Thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến một giây phút đại gia đình hạnh phúc và tất cả những tình cảm, những giá trị tốt đẹp của nhà thơ Tân Việt cũng như cộng hưởng từ nhạc sĩ Thanh Bình đã được đúc kết lại bằng một chương trình được mang tên Giọt Nhớ, Giọt Thương và đúc kết bằng một trọng lượng trọng ký của người cháu Đức Tôn, nhà thơ Tân Việt, bạn Thanh Hải. Chúng tôi xin mời Thanh Hải lên sân khấu. Thanh Hải là người đã vẽ trong ca khúc quê hương là gì hỡi nội đấy quý vị. Thanh Hải đã chắp cánh cho liên tục những bức họa thật đẹp để tặng cho sinh nhật của bà của mình. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy tất cả quý vị đại biểu, những người vị khách đáng kính của đại gia đình. Và chúng ta chắc hẳn có những lời để lắng nghe, những lời chia sẻ, cảm nhận từ cửa quý vị. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời kính lão đắc thọ ông Nguyễn Duy Lộ có lời chia sẻ trước ạ. Thưa tất cả các anh, các chị, các cháu, nay tôi đến đây với hai tư cách. Cách thứ nhất là người trong gia đình, người con của Quang Bình, tôi là rể của Lệ Thủy và con của Quang Bình, và tôi là cục chèo với anh Giàu. Anh Giàu là anh của chị Việt, nhưng rất tiếc anh Giàu hôm nay yếu đau quá không đến được. Và chị vợ của anh Giàu là chị Nga, Việt Nga đấy, tức là chị vợ của tôi. Hôm nay là chị vợ tôi là Lê Thị Tuyết Mai ngồi kia. Như vậy tức là Nguyễn Duy Lộ á, cách thế kỷ 20 đấy, cuối là những năm 90 á, làm việc ở ngân hàng Ngoại Thương, thì có gặp cô Mai, gặp quê hương ở Quảng Bình. Thế thì lúc bây giờ là anh Giàu cũng học ở đại học, hai anh em gặp bọn tôi gặp hai cô gái hơi bị đẹp đấy, ở tại Lệ Thủy Quảng Bình. Thế là hai cô gái này là anh Giàu là anh rể. À, anh rể của cô Mai thì có thể là anh cục chèo, mà anh Giàu là chị của chị Việt. Anh vợ đây. Thế thì nhân hôm nay đầu tiên là xin phép chị Việt cho tôi được hôn chị. Hôm nay thổ dĩ tôi đến với tư cách thứ hai nữa là nguyên phó tổng đốc thứ nhất Việt Công Băng, giám đốc Việt Công Băng thành phố Hồ Chí Minh, mà cái nơi mà đào tạo học hành của cháu Bình vào thế kỷ trước á, cháu Bình vào Việt Công Băng là với tư cách là cán bộ kỹ thuật vi tính và thẻ, nhưng mà trong tâm hồn á, nhà là nhạc sĩ. Thì Việt Công Băng là cái nơi nuôi dưỡng một cái phong trào văn nghệ, hoạt động kinh doanh cộng với công tác văn nghệ văn hóa rất là sôi động, rất là lâu dài, rất là truyền thống. Cho nên á, Bình đã lớn lên, đã phát triển lên từ một cô nhân viên cán bộ nay trở thành một trưởng phòng rất giỏi, hoạt động về quan hệ cộng đồng. Thế thì mà hôm nay tôi thấy là rất xúc động là các cháu các em ở Việt Công Băng đến tham gia cái buổi lễ này, là toàn là các ca sĩ các cái thế hệ mà của cái Việt Công Băng. Thì hôm nay có thể nói đặc biệt này, hôm nay đến Việt Công Băng dự hôm nay ấy, là không những tôi đâu mà là người rể và người lãnh đạo cũ, mà đặc biệt có cháu Trương Thị Thúy Nga là phó tổng giám đốc Việt Công Băng hiện nay, kiêm giám đốc Việt Công Băng thành phố Hồ Chí Minh, là cũng đến chúc mừng chị. Mà Nga là thủ trưởng của mình. Em mời chị Thúy Nga lên sân khấu Nga lên. Thế đặc biệt hôm nay là cũng nhân để nói luôn là để bà con biết là Nga là quê ở Quảng Trị, mà hôm nay là không những Nga đến mà cả bố mẹ Nga cũng đến, mà anh Quốc ấy, vợ chồng anh Quốc là nguyên là tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát nhân dân, anh hùng lực lượng an ninh của chúng ta, anh Quốc cũng đến dự. Dạ. Đấy. Thế thì thôi, tôi không nói dài nữa. Để chúc mừng hôm nay ấy, là tôi xin đọc một bài thơ của vợ chồng tôi, nhưng mà đồng thời cũng là tình cảm của các cháu, các bạn đồng nghiệp của Việt Công Băng thôi. Chúc mừng sinh nhật của lần thứ 80 chị Võ Thị Tân Việt. Tôi sắp tới cũng 80, còn xíu là 4 tháng nữa là 80. Chị là 80 trước. 80 đâu phải tuổi già, thanh xuân chị mãi ngọc ngà thơ ca. Tâm hồn chị thật bao la, đã từng vượt khó phong ba thác gần. Quê nhà ký ức không quên, Kiến Giang Lệ Thủy làm nên cuộc đời. Sài Thành con cháu thảnh thơ, tình nhà nghĩa bạn không vơ tấm lòng. Cao xa nào có ước mong, không gian năm tháng trải lòng cùng thơ. Đẹp thay Tân Việt đời thơ, tình yêu cuộc sống bến bờ trăm năm. Bà con bạn hiểu ghé thăm,
cầu mấy ông chị khỏe, có nhiều niềm vui. Xin được cảm ơn chú Nguyễn Duy Lộ đã có những lời thơ chúc mừng. Gia đình tôi có 18 anh em. Bây giờ còn lại 4 người. Hai ông anh tôi thì yếu quá rồi. 87, 85 rồi. Không đi được. Rất muốn đi, con cháu có đây cả. Tôi ở Đà Nẵng là vào ngay để mà dự sinh nhật của chị thôi. Rất là cảm động. Và xin cảm ơn bà con đã đến dự đông đủ. Dạ, tôi xin giới thiệu. Đây là cầu Võ Khắc Mai, là em ruột của tôi. Cũng đã 78 tuổi rồi. Và là phó tổng giám đốc công trình 5 tại miền Trung. Và là tác giả của những con đường cứu nạn của toàn quốc mình đấy. Dạ. Xin cảm ơn cả gia đình của chúng ta. Thưa quý vị, như chú Duy Lộ vừa tiếp lời thì Vietcombank là cái nôi đã nuôi dưỡng tâm hồn của nhạc sĩ Thanh Bình. Riêng chị Trương Thị Thúy Nga, hiện là phó tổng giám đốc Vietcombank kiêm giám đốc Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh, là người đã chắp cánh và cho tâm hồn nhạc sĩ càng càng bay bổng, và những ca khúc của nhạc sĩ chạm đến mỗi trái tim của mỗi người nghe nhạc. Ngày hôm nay, mặc dù thời gian rất là hiếm, nhưng chị Trương Thị Thúy Nga cũng đã sắp xếp cùng với bố mẹ đến tham dự. Và bây giờ xin mời chị Thúy Nga thay mặt cho ban lãnh đạo của Vietcombank và chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng có lời chia sẻ với nhạc sĩ Thanh Bình và gửi lời chúc phúc đối với nhà thơ Tân Việt. Xin mời chị. Kính thưa các cô chú, kính thưa cô nhà thơ Tân Việt, và nếu được thì cũng gọi là bằng má, má Tân Việt, như là Bình ạ, vừa sếp vừa là bạn. Đây là một cái buổi hội ngộ mà bản thân là con, dù là giám đốc hay dù là một vị trí nào chăng nữa, thì cũng đã có những năm tháng cùng với lịch sử của Vietcombank và chắp cánh trên những dòng thơ của nhà thơ Tân Việt cho những tâm hồn mà chính hôm nay tất cả mọi người ngồi ở đây. Đó là những giọt nước mắt, giọt nhớ, giọt thương gửi cảm đến hết những người đã có cha, có mẹ, có ông bà, tổ tiên. Và đó là điều con tri ân nhà thơ Tân Việt, tri ân tất cả các cô chú lớn tuổi có mặt hôm nay, và cũng tri ân ba má con ngồi ở đây hôm nay. Đây là cái bài học giáo dục nhân văn sâu sắc cho thế hệ trẻ của tụi con. Một lần nữa, con xin chúc sức khỏe và trân trọng tri ân nhà thơ Tân Việt, trân trọng tri ân tất cả các cô chú, ông bà có mặt hôm nay, và kính chúc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an vui với tuổi già. Và các anh chị là những người trẻ tuổi hôm nay sẽ là những người tri ân và đem lại những chuỗi giá trị cho chúng ta, gia đình và cũng như xã hội. Trân trọng, cảm ơn. Và có lẽ là khi mà cũng nhà thơ, nhạc sĩ Thanh Bình có nói là chỉ có một cái lời trên cái tập nhạc của em. Con thì cũng là có một chút nào đó của hồn, của âm nhạc, của hồn thơ. Và có lẽ nào đó thì đã gặp nhau ở trong những tần sóng của những lời thơ âm nhạc của Tân Việt và Thanh Bình. Và con chỉ viết trong một chút nhỏ của mình, không phải là lời thơ, viết tất cả bằng trái tim của mình với nhạc sĩ, với gia đình của nhà thơ Tân Việt. Con xin đọc chỉ 4 câu, không phải phổ theo thơ, và con tự viết. Và nếu theo chiều dọc thì con muốn có cái từ, nhưng mà bởi thật thì cái dòng thơ trên này thì nó cũng rất là chật, cho nên là cũng tiết kiệm. Thì có hai cái từ cảm ơn ở bên ngoài, nhưng mà cảm ơn gia đình đã có tất cả các anh chị và có các cháu như hôm nay. Là cảm ơn bố mẹ Thanh Bình đã có những người con và có nhạc sĩ của quê hương, đất nước và của Vietcombank. Thì con có viết nếu dưới cùng, trên cái khúc dưới cùng này, đó là theo chiều dọc thì bố mẹ của Út Bình. Và con xin đọc, bố đã mua cây đàn ngày em học piano. Đây là cái lời mà nghe Thanh Bình tâm sự cũng đã lâu lâu lắm rồi. Mẹ đã trao cho em chất thơ và hồn âm nhạc. Út tức là Út Bình á. Út Bình đã học và đam mê với những phương trình ẩn số. Bởi vì Út Bình thi vào Vietcombank ngày xưa, đi vào làm không phải là âm nhạc. Hiện nay là con cũng đi nhiều nơi và nhiều khi cũng tổ chức rất là nhiều những cái đêm thơ hoặc đêm nhạc
cho các khách hàng của mình, thì các anh mà chủ tịch, tổng giám đốc gần như hàng đầu Việt Nam đều nói là Nga ơi, thế Nga tuyển nhạc sĩ, ca sĩ vào thì con đều phải giải thích là không, đây là nhạc sĩ xuất phát từ Toán Tin, trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng vỗ tay cho nhạc sĩ Thanh Bình, phải không các cô chú? Dạ. Và các ca sĩ của Vietcombank thì đều là Đại học Ngân hàng, Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế. Chị chắp cánh cho những cái hồn của các bạn. Và con cũng muốn làm sao có một mảnh đất để cho thế hệ trẻ sống tốt hơn, có những cái giá trị cho tổ quốc, cho gia đình nhiều hơn. Và câu cuối cùng đó là cái câu tiếp là út đã học và đam mê với những phương trình ẩn số bình an, đầy cảm xúc và lắng đọng trong từng nốt nhạc của em với đất nước, con người và với Vietcombank. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời chia sẻ của chị Thúy Nga rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy đại gia đình hạnh phúc, nhưng có một người đang hiện hữu và đang cũng rất hạnh phúc với người vợ của mình, với các con, với các cháu. Đó chính là ông Phan Huế, người chồng của nhà thơ Võ Thị Tân Việt, đã ra đi hơn 30 năm. Và hơn 30 năm ấy là một gánh nặng trên đôi vai người phụ nữ, chân yếu, tay mềm. Và trong giờ phút trang trọng linh thiêng như thế này, đại diện cho gia đình và thay mặt cho cha của mình, ông Phan Huế, chị Thanh Hà, chị gái cả của gia đình, sẽ có lời phát biểu tri ân và chia sẻ với người khách quý. Xin được mời chị. Dạ, kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú và các anh chị và các bạn. Hôm nay là sinh nhật mẹ của con, 80 tuổi. Con rất là cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con ở trên đời này và nuôi dưỡng chúng con trưởng thành và thành đạt như những ngày như ngày hôm nay. Chúng con rất là cảm ơn mẹ đã cảm ơn các bác, các anh, các chị, các ông, các bà đã đến đây và tham gia cái buổi liên hoan sinh nhật của mẹ con. Cảm ơn chị Thanh Hà. Kính quý vị, chương trình thơ nhạc với chủ đề Giọt nhớ giọt thương mừng kỷ niệm sinh nhật 80 của nhà thơ Tân Việt đến đây đã kết thúc. Thay mặt cho đại gia đình hạnh phúc của Tân Việt, chúng tôi một lần nữa sẽ được trân trọng cảm ơn quý vị khách quý, tất cả các ông bà, cô bác, anh chị em nghệ sĩ, các nhà thơ, nhạc sĩ, tất cả ekip thực hiện chương trình đã dành thời gian quan tâm đến đây, chia sẻ và chúc phúc cho ngày vui của nhà thơ Tân Việt. Và bây giờ đại gia đình kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng xuống lại tầng trệt để tham dự bữa cơm thân mật và tiệc giao lưu với nhà thơ Tân Việt và nhạc sĩ Thanh Bình. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời quý vị chúng ta cùng ở lại.